Xin chào mọi người. Bây giờ mình tranh thủ quét dọn lau chùi cái nhà này xíu để còn có thời gian đi sáng mình đi ra cà phê xíu, đàn ông con trai mà. Thì buổi sáng thì cũng có đi cà phê. Mọi người thấy cái kiếp ăn nhờ ở đậu không? Không còn em thì cũng xài luôn. Mình ở nhờ ta thì làm mọi người đều thấy có cười mình đó. Tại sao đàn ông con trai mà làm những lau nhà, quét nhà, dọn dẹp, lau chùi và này nọ. Thế kể đó giờ mình ở nhờ người ta, giờ mình cứ làm hết trách nhiệm của mình. Thôi mọi người đừng cười nha. Bây giờ mình chuẩn bị lau quét dọn lau nhà rồi đi cà phê nha. Đây là căn nhà của hai vợ chồng của thằng em bạn mình ở kế đây mọi người.
Chị quay hết cái nhà mới được. Và đây là cái chỗ ngủ của mình. Thì ở đằng sau thì nó có cái phòng, thì hai vợ chồng em ở đó, còn mình ở kế thì mình chỉ nằm ngủ góc này thôi, không có phòng gì hết nha mọi người. Kiếp ở kế mà vậy thì đâu có, không có gì hơn đâu. Đây là cái gian bếp mà mấy cái clip trước mình thì thường nấu ăn đó. Gian bếp bếp mình hay nấu ăn của mấy clip trước. Bên này mọi người, tại mình là một tài xế cho nên mình có tham gia cái bạn hữu đường xa, và đây là những món quà mà bạn hữu đường xa đã tặng cho mình ha. Rất là nhiều, rất nhiều quà như cờ, logo luôn, yeah, bạn hữu đường xa có tặng cho mình những món quà từ bạn hữu đường xa đó các bạn. Tủ lạnh cũng đầy luôn à. Nhìn ghê chưa, nhìn tủ lạnh như ghê chưa. Rồi như vậy là mình đã lau nhà xong rồi ha các bạn. Bây giờ mình đi cà phê thôi, tranh thủ. Rồi mọi người cùng đi cà phê với mình nha. Rồi bây giờ mình dọn dẹp mấy cái đồ lau nhà rồi mình đi. Đã đến quán cà phê rồi nha mọi người. Thì nói chung là hôm nay là mùa dịch cho nên quán cà phê cũng vắng khách lắm. Thì bán thì bên phường người ta cũng có làm cam kết là quán đóng cửa không nghỉ, nhưng mà quán ở đây thì cũng rất ít khách người ta, cho nên phải đóng cổng là bán bên trong nha, mà cũng rất ít người nha, không có đông người như mọi khi đâu nha. Thì mình đến quán cà phê rồi, cũng quay quanh quán cà phê xíu rồi cũng xin chào tạm biệt mọi người. Thì, xin mọi người yêu mến yêu quý kênh thì ủng hộ, đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Đây cà phê quán khách, ngày này chỉ có mới có 3-4 người khách thôi, không có nhiều. Nay mùa dịch mà người ta cũng ít tập trung lắm. Thì cà phê ở nhà một mình, đi ra cà phê cũng chỉ một mình thôi nha các bạn.
không biết ai là ai hết. Gửi lên công an. Đây bằng chứng là cà phê một mình nha mọi người. Thôi mình xin kết thúc video, tạm biệt mọi người nha. Mọi người đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người.